Hello, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh review của Sinh Hồi Xì Mai. Em là Tiến, thì giới thiệu mọi người một mẫu t-shirt luxury. Dòng luxury thì luôn có giá sale tốt hơn rất nhiều so với dòng lót, nhưng mà chúng ta có những cái nhân em Tiến đánh giá là ok hơn so với lót ha. Thì chúng ta cùng đi xem coi nó có cái gì hay hơn dòng lót nè. Rồi, em để cho nó gọn gàng xíu nha. Hôm nay sẽ là chiếc luxury với mặt màu trắng và dây da màu nâu. Rồi, phiên bản này ta sẽ có mã sản phẩm là T186407160301000. Thép nè, chấm nước 53, chấm nước tốt hơn. Tự động, kính sapphire thì là sapphire phủ chống lóa. Thì đối với cái này mới ha, em chia sẻ thêm một xíu về cái sapphire phủ chống lóa. Khi anh em thấy nó có một cái lờ nó xanh xanh thế này đó, thì anh em biết là nó sẽ có phủ chống lóa. Hoặc anh em coi, nếu mà quen mắt anh em dùm quen rồi đó, thì anh em gồm những góc xiên xiên thế này nè, là mình thấy là mình thấy nó trong veo luôn á, không giống như không có cái kiến vậy đó, là ok, là phủ chống lóa ha. Kiến nó sẽ có một độ trong hơn và nó phản là cái ánh sáng, thay vì màu ánh sáng đèn vàng nó sẽ sang cái ánh đèn xanh, là hai cái. Rồi một phần hơn nữa đó chính là cái khóa, anh em thấy cái khóa không, phòng là lót bên em là khóa giật bạc 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 luôn ha. Dòng này anh em bấm vô thì nó nhẹ nhàng hơn, lịch sự hơn ha. Thì cái khóa này thì nó là thép, nhưng mà họ làm cái màu nó xám xám, rồi mình tưởng titan không anh em. Thép này nhìn giống như titan đó, là hai điểm em đánh giá cao hơn ha. Còn tất nhiên dòng này nó sẽ mang cái phong cách nó thể thao, còn phiên bản lót thì chúng ta sẽ có một phiên cách phong cách nó lịch sự lịch lãm hơn. Rồi cái này sẽ có size mặt là 41 nè, độ dày sẽ là 10, lớp lớp của này sẽ là 48 à, lớp 48 thôi nha anh em, rất là cục thôi. Thì lớp 48 thì anh em tay là 16 là có thể mang được, ví dụ như anh em tay 15.5, nhưng mà anh em trẻ, cái con này thì anh em trẻ mang được nè, nó màu sắc nó đơn giản thì ráng ráng một xíu thì cũng chơi được, nó hơi lố một xíu. Rồi mã số bên trong chúng ta sẽ có hai lồng, cái lồng ở trên gắn với bạch số thì nó sẽ được trải tia tròn nha, còn cái lồng ở dưới thì nó sẽ là màu nhám cát này anh em ha, rất là rõ ràng màu nhám cát ở bên dưới. Rồi ở trên xuống sẽ có t-shirt 1853, máy bubble mà tích 80 chứa danh, rồi sweet mask cuối cùng rất là trân trọng ha. Lúc nào họ nó sẽ chưa sweet mask ha, mỗi cọc số thì sẽ giống nhau, nó lồng vào trong cái mặt số và vác cái góc ở đuôi, này góc để hỗ trợ bắt sáng ha. Rồi kim phút kim giờ thì sẽ không có đuôi kim à, nên tròn quay ha, lộ hết cái mặt số hết rõ ràng, bót lại phần đầu cắt ngang, kim dây thì dạng thân dài và sẽ có đuôi kim để cân bằng vị trí 3 giờ, ta sẽ có lịch ngày, một cái viền thép bọc lên ha. Rồi viền bezel kính thì đã báo rồi, viền bezel sẽ là dạng viền bezel mỏng và vắt cong, mà cong thì họ chìa ra ngoài luôn nha, vì cái phần in 3D thế này thì nó sẽ có một cái nhược điểm là nó dễ bị dơ. Em đã từng phải chà con này khá nhiều cho các anh em xài lâu năm ha, nó bị dơ ở đây, nên nó đẹp, nó ấy là nhìn rất đẹp, nhìn rất cá tính, nhưng mà nó sẽ dễ bị dơ. Đâm ra thì khi họ thiết kế, họ sẽ thiết kế cả phần trên phần dưới, nó sẽ có phần gò đưa ra để anh em để thì nó sẽ chạm hai cái miếng này trước chứ không chạm vào trong phần trong này. Rồi, hai bên tay đồng hồ sẽ xuống dọc xuống nè, vác góc ở đây, vác trên đây, vác bên hông này nè, làm bóng, còn trên đây đánh xước à. Nút ta sẽ có logo của hãng để đặt nổi lên trên, cái nền thì cũng sẽ là nền nhám ha. Dây thì dây này thì lúc đầu em dòm miết 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 thì cứ nghĩ là nó là dây cá sấu nè, nhìn giống ha, họ dập xuất sắc luôn á, rất là giống ha. Nhưng mà khi mà quan sát kỹ hơn thì cá nhân em đánh giá mẫu này là dây da bò, còn anh em thì cái này cảm quan cá nhân thôi. Thứ nhất là cái màu nó hơi lạc một xíu và nó nhìn nó đẹp quá nè. Thường những cái điểm trống thế này nè thì nó sẽ có những cái vết xước, rồi lúc cá sấu nó sống thì nó sẽ bị va vô này va vô kia, nó sẽ có những vết chấm, những vết xước ha. Còn con này thì nó hoàn hảo quá, thì anh đánh giá như vậy. Sai dây cũng rất là dễ chịu, còn à về dây nếu mà em nói sai thì mong em sửa giúp em nha. Rồi còn về size ta sẽ dây 22 20, thì dây này rất là dễ chịu ha, rất là dễ kiếm trên thị trường. Rồi khóa đây coi là đầu video rồi ha. Rồi, ở trong đây ta sẽ có lại những thông số về máy, dòng bông tới 80 thì nó sẽ có hai dòng, đây em thấy nó sẽ có hai dòng ha, dòng này sẽ có 23 chân kính đây. Là mình sẽ có ở trong này kính sapphire, còn cái cây sẽ nó là HRO, cái HRO rồi. Tên mã dòng trong nước 53. Mình sẽ coi kỹ hơn về cái trong này cho anh em ha. Anh thấy rõ à, C07, mình nghiêng qua đây coi có thấy rõ không ạ? À, C07.111 bông ETA ở bên trong và V8 ở đây. Nó sẽ không có cộng trừ. Cho nên hoàn cái bông ở chỗ này làm rất là đẹp.
cái giữa cái lục ruby nè, giống như cái hoa này đó. Và những điểm này có thể coi để mình tham khảo thêm. Câu tai này. Ok, phiên bản này thì hãng họ bán mức giá rất là cao ha, khoảng 23 triệu, nó quanh khoảng đó. Họ em bán sàn sale cho anh em, giá tốt và tốt hơn cả là lót luôn. Luxury thì luôn có giá tốt hơn rất là nhiều. Giá giảm chỉ còn lại là 8 triệu 2, rồi anh em sẽ bảo hành máy cho mình 5 năm. Rồi anh em có thắc mắc gì về sản phẩm thì cùng nhau trao đổi dưới đâu nha. Hẹn lại anh em ở video tiếp theo. Và rất mong nhận được một like, một subscribe từ phía anh em ạ. Bye bye.